Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đối với hai di tích của tỉnh Hưng Yên, đó là đình Mão Trinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và đình Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kiều Động. Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Mão Trinh, thờ Thái úy Đỗ Anh Vũ, một công thần thời nhà Lý. Ngôi đình được khởi dựng từ khá sớm và được trùng tu vào thời Nguyễn, có kết cấu kiểu chữ đinh gồm đại bái và hậu cung. Kết cấu vì kiểu trồng giường đấu kê. Trong đình có nhiều bức cuốn cổ, chạm khắc tỉ mỉ tinh xảo với các đề tài tứ linh, tứ quý, cỏ cây, hoa lá có giá trị về mặt nghệ thuật điêu khắc. Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thanh Sầm, thờ hai vị thần, hướng thiện và đạo quang, thời vô hùng, có công đánh dẹp giặc ngoại xâm, Đình được xây dựng từ thời hậu lê, trải qua thời gian ngôi đình đã được trùng tu nhiều lần, hiện nay mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn với các mảng chạm khắc đẹp có giá trị mỹ thuật cao. Đình Thanh Sầm có kiến trúc tiền nhất hậu đinh, các bộ vì kèo kiến trúc kiểu trồng giường giá chiêng. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 175 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.